Con chào thầy ạ. Đây, xin chào Tuấn Hải, xin chào anh Vũ Tiến Đạt, bạn Khang, bạn Băng nhé, và cả bạn Quang Trung. Chào thầy ạ. Nay ở chỗ các bạn có mưa không? Để đặt mic lên để có thể mưa Con không biết ạ, con ở nhà chơi game suốt ạ. không? Tôi nhà thầy trời mưa to quá. Hà Nội cũng mưa, tôi em. Rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục với nội dung buổi học hôm nay. Sau mấy ngày hôm qua thì phải đi công tác nên chúng ta sẽ nghỉ mất và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trở lại sang tháng 7 này ở trường thầy cũng có sẽ có một số các cái điều chỉnh về công việc nên thầy cũng đang thay đổi kế hoạch dạy học nó có gì Con Tết Linh Vi là một ngày ạ. có gì thầy sẽ thông báo lại với các bạn sau, nhưng hôm nay ta đang đâu gì Hãy rồi, mọi người vào cũng khá đầy đủ, chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhé. Ở phần 1 chúng ta đang làm quen với ngôn ngữ lập trình C cộng cộng, làm thêm được công việc khá quan trọng đó là tổ chức chương trình, làm viết thành một chương trình hoàn chỉnh để thực hiện cái công việc là chấm bài trên hệ thống một lần. Bên cạnh đó các em lại có được cái một số các kỹ năng liên quan tới tách các chữ số, một số công thức tính chu vi diện tích của các loại hình, các bài toán tính giá trị của biểu thức, làm việc với số nguyên số thực. Đấy. Rồi, chúng ta sang phần thứ hai là trong nội dung lên chữ hai. Thầy gửi nội dung ở trong cửa sổ chat. Các em sẽ quan sát ở trong cửa sổ chat. Thầy cũng rất vui. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu với cái nội dung ta đã biết thì trong toàn bộ cái chương trình của mình thì bao gồm có 5 phần: cấu trúc tuần tự, cấu trúc xe nhánh, cấu trúc lặp, và ta có thêm kiểu mạch, và ta sử dụng có thêm kiểu sâu. Toàn bộ video bài giảng của cái nội dung thầy đang dạy, cái quyển tài liệu thầy đang dùng đây,
đã có ở trên kênh YouTube Đặng Tuấn Thành nhé. Các em chỉ có quan sát làm bài. Một số bạn học sinh nhắn xin là bảo thầy ơi cho em xin cái file này, thì qua nhiều lần thầy thử và thầy đều nhận được, đó là các bạn học sinh sau khi có cái file Word hoặc file PDF của cái quyển sách này thì thường các bạn không code bài làm, mà thường là sẽ copy lấy code ở trong này và mang đi nộp luôn. Đây là điều vô cùng nguy hiểm. Chính vì thế nên thầy bây giờ hạn chế chia sẻ cái file này từ các bạn học sinh. Có chăng thầy sẽ chia sẻ cho tới các thầy cô, chứ không chia sẻ tới các em học sinh. Nhiều bạn học sinh chỉ việc copy bài ở trong cái quyển sách này để nộp lên hệ thống thì nó làm mất đi cái giá trị của các cái buổi học. Nên chính vì thế thì các bạn cố gắng xem ở trên nội dung video bài giảng, xem tới đâu làm bài đến đấy. Tài khoản lúc nào mà không đăng nhập được thì nhớ nhắn qua Zalo cho thầy để thầy tạo lại tài khoản hoặc là reset lại mật khẩu. Và cảm ơn cô Huyền. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ sang chủ đề kế tiếp về cấu trúc rẽ nhánh. Thì cái việc rẽ nhánh thì ta rất thường gặp ở trong cuộc sống. Ví dụ như thầy đi ra từ ngã ba, thầy hoặc là thầy rẽ trái hoặc là thầy rẽ phải. Đấy. Đứng trước một sự việc thì có hai khả năng xảy ra, hoặc là đúng hoặc là sai. Đấy. Ví dụ như thầy có cầm một chùm chìa khóa, thì lấy một chiếc chìa bất kỳ để bỏ vào khóa thì nó có thể đảm bảo là cắm cái chìa khóa nó không vặn được. Ví dụ như cái phòng đội tuyển tin của thầy ở trên trường nó có hai chìa khóa giống nhau, mỗi lần thầy mở thường thường phải sang lần thứ hai mới mở được ổ khóa, bởi vì cắm bừa một cái vào thì thường điều kiện của nó không đúng, tức là cái chìa đó không phải của nó thì nó sẽ không mở được. Ở trong phần đầu tiên thì chúng ta sẽ có về câu lệnh rẽ nhánh. Câu lệnh rẽ nhánh thông thường thì ta sẽ sử dụng có hai dạng, đó là nếu điều kiện đúng thì thực hiện câu lệnh. Ví dụ như nếu A lớn hơn 0 thì thông báo A là số chẵn. Đấy. Hoặc là nếu A lớn hơn 2 thì thực hiện câu lệnh nào đó. Ở trong cái ngôn ngữ lập trình C cộng cộng thì nếu biểu thức điều kiện đúng, câu cấu trúc của nó người ta thay chữ nếu bằng chữ if, biểu thức điều kiện thì đặt trong cặp rốn ngoặc thì thực hiện khối câu lệnh. Đấy. Thì thực hiện khối câu lệnh. Cái cấu trúc câu lệnh rẽ nhánh dạng 2 đó là nếu điều kiện đúng thì thực hiện chuỗi câu lệnh 1, ngược lại thì thực hiện chuỗi câu lệnh 2, thì thực hiện ngược lại thì thực hiện chuỗi câu lệnh 2. Đây là hai câu lệnh rẽ nhánh nhé, các bạn cùng quan sát. Rồi, bây giờ với cái cấu trúc như trên thì các bạn quan sát cái đoạn như sau. Về hoạt động của cấu trúc rẽ nhánh dạng 1, đó là cái dạng này, nếu điều kiện đúng thì thực hiện câu lệnh nhé. Thì là nếu nếu biểu thức điều kiện đúng, khi gặp câu cấu trúc của câu lệnh rẽ nhánh nhé, thì máy tính nó sẽ tính toán biểu thức điều kiện. Nếu biểu thức điều kiện đúng thì chuỗi câu lệnh được thực hiện. Đấy. Chuỗi câu lệnh này có thể câu lệnh một, câu lệnh hai. Thì biểu thức điều kiện thì nó là biểu thức logic hoặc là biểu thức quan hệ, nó trả về giá trị true hoặc giá trị false. Ở trong đó cái biểu thức điều kiện là biểu thức logic hoặc là biểu thức quan hệ, nó sẽ thực hiện là trả về giá trị. Máy tính sẽ khi gặp được cấu trúc này, máy tính toán nó sẽ tính toán biểu thức điều kiện và sẽ thực hiện trả về giá trị true hoặc false. Nếu rồi thứ hai là câu lệnh. Câu lệnh thì nó là câu lệnh đơn hoặc là câu lệnh ghép. Vậy thì câu lệnh đơn là gì? Câu lệnh đơn tức là khi biểu thức điều kiện đúng mà chỉ muốn thực hiện một lệnh thì nó được gọi là câu lệnh đơn. Nhưng khi biểu thức điều kiện đúng mà muốn thực hiện hai lệnh thì ta sẽ gọi nó là câu lệnh ghép.
Về câu lệnh ghép thì ta sẽ đặt nó trong cặp giới ngoặc này thì gọi là câu lệnh ghép. Rồi, bây giờ chúng ta biết được cái hoạt động của nó như thế thì về hoạt động thì khi gặp cấu trúc câu lệnh xe nhánh thì nó thấy rằng nếu biểu thức điều kiện mà bằng giá trị true thì khi đó câu lệnh được thực hiện, ngược lại thì nó sẽ bỏ qua câu lệnh. Bây giờ ta sẽ lấy một cái ví dụ để các bạn cùng quan sát cho kỹ hơn. Các bạn cùng quan sát nhé. Bây giờ thì thầy cho A bằng 7, P bằng 2. Bây giờ đặt ra câu hỏi với đoạn chương trình trên. A bằng 7, P bằng 2 nhé. Hỏi rằng sau khi chạy chương trình thì P sẽ có giá trị bằng bao nhiêu? Thầy gửi trong cửa sổ chat nhé. Bây giờ xin mời các bạn comment cho thầy biết nó trả về giá trị true hay false, hay là bằng giá trị 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tóm lại, sau khi chạy xong P có giá trị bằng bao nhiêu? Tuấn Hải cho bằng 1. Xin mời các bạn khác comment cho thầy biết. Thầy nhận được một câu trả lời của Tuấn Hải rồi. Xin mời các bạn khác. Với chuỗi câu lệnh này, Tuấn Hải cho bằng 2, Nguyên Khang cho bằng 2, Tuấn Hải cho bằng 1, Quang Trung cho bằng trừ 1, Tuấn Hải lại về bằng 1. Nào, 500 anh em, hãy cho thầy biết nào. Dũng. Hãy cho thầy biết kết quả nó bằng bao nhiêu. Quyền chưa xấy tóc. Rồi, bây giờ ta lần lượt nha. Bắt đầu từ Dũng này, Đăng này, Trung này, Hồ Huyền này, bạn Khai An này, bạn Đạt này, bạn Anh Vũ này, Tuấn Hải này. Hỏi rằng với cái đoạn ở trên, rồi thầy nhận được câu trả lời của Khang, của Dũng, của Đăng, Khang có giải thích, rồi cả của Tuấn Hải nữa. Trung thì sao? Anh Vũ thì sao? Mạnh dạn lên. Đằng nào cũng một lần hy sinh, cố lên. Rồi Quang Trung nhất trí cho bằng 1. Được rồi, chúng ta nhất trí với các cái kết quả của cả các bạn đã gửi thì chúng ta sẽ cùng thực hiện. Đầu tiên câu lệnh gán giá trị A bằng 7, P bằng 1 nó sẽ được thực hiện. Như vậy sau khi thực hiện chuỗi hai lệnh này xong, A có giá trị bằng 7, P có giá trị bằng 1. Bây giờ nếu A chia hết cho 2, A phần trăm 2 là phép toán chia lấy số dư. A phần trăm 2 bằng bằng 0 thể hiện rằng A có chia hết cho 2 không. Ở đây ta nhận thấy A tại thời điểm này bằng 7. A phần trăm 2 của thầy là 7 chia 2 có phần dư bằng 1. 1 có bằng 0 hay không? Biểu thức này không bằng. Nên cả câu lệnh này có giá trị bằng false. Nó có giá trị bằng false. Như vậy trong cấu trúc câu lệnh dây nhánh, nếu biểu thức điều kiện sai thì câu lệnh được bỏ qua và nó sẽ chuyển sang thực hiện câu lệnh khác trong chương trình. Như vậy nó sẽ thực hiện đưa ra giá trị P. Và đây thì câu lệnh P bằng A cộng 2 nó bị bỏ qua, nên giá trị của nó bằng giá trị khởi tạo ban đầu. Vậy thì sau khi chạy xong, P có giá trị bằng 1. Các bạn nhé. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã có kết quả rất chính xác. Rồi, bây giờ ta sang ví dụ thứ hai.
Ví dụ thứ hai. Các bạn cùng quan sát như sau. Cho đoạn chương trình như sau. Hỏi sau khi chạy chương trình xong, chương trình viết ra cái gì? Rồi, xin mời các bạn hãy comment vào cửa sổ chat giúp thầy với ví dụ trên chương trình cho kết quả bằng bao nhiêu. Thầy đã thu vơ được câu trả lời thứ nhất của Khang bằng 4. Khang đã hát bài bộ phim trưởng rất nổi tiếng, đó là bộ phim Lật Mặt. Khang đã chuyển sang giá trị 6. Dạ. Xin mời anh Vũ. Ở trong bộ phim đấy ai cũng rất nguy hiểm. Quang Trung, Tiến Đạt và Khang đang cho bằng 6. Ông Tuấn Hải chạy đâu rồi? Cho bằng bao nhiêu? Quang Trung cũng cho bằng 6. Anh Vũ cũng nhất trí bằng 6. Được rồi, vậy thì chúng ta cũng sẽ nhất quyết bằng 6 luôn. Vậy thì ta cùng kiểm tra nhé. Đây là câu lệnh dãy nhánh dạng 2. Nếu biểu thức điều kiện đúng thì câu lệnh 1 được thực hiện. Ngược lại, câu lệnh 2 được thực hiện. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát nhé. Khi A bằng 4, 4 chia dư cho 2 bằng 0. 0 bằng 0, biểu thức này nhận giá trị true. Khi biểu thức điều kiện đúng, câu lệnh 1 được thực hiện. P bằng A cộng 2. A ban đầu bằng 4, cộng với 2 bằng 6. Vậy P nó sẽ có giá trị bằng 6. Sau khi thực hiện câu lệnh 1, máy tính sẽ chuyển sang thực hiện câu lệnh tiếp theo cho chương trình. Vậy thì sau khi chạy ra, nó ra kết quả bằng 6. Tuấn Hải nhá, kết quả ra bằng 6. Rồi. Bây giờ với cái ví dụ như trên thì chắc hẳn các bạn đã hình dung được rằng câu lệnh dãy nhánh nó đang hoạt động như thế nào. Vậy thì vừa rồi xin cảm ơn các bạn đã có kết quả. Tiếp đến cho đoạn chương trình như sau. Các bạn hãy cho biết với đoạn chương trình trên kết quả thu được là bao nhiêu. Có bạn là ca mai xin nghỉ rồi. Anh Vũ nhất nhanh chóng cho kết quả bằng 2. Xin mời 500 anh em khác hãy comment một phát thôi nhé, không được hát bài ca Lật Mặt. Nào, hãy cho thầy một kết quả. Đoạn chương trình trên cho kết quả trả bằng mấy? Thầy đã thu được 2 kết quả của Tín Đạt bằng 5, Đăng cho bằng 6. Sắp đủ 10 ngón tay rồi, xin mời 500 anh em hãy cho nốt kết quả còn lại. Nguyên Khang cũng cho bằng 6. Xin mời các bạn kế tiếp. Rồi, xin mời Quang Trung, Tuấn Hải, mạnh dạn lên không?
Dũng. Nói chung cho bằng 6. Ừ. Như vậy tới thời điểm này ta đang có một số các cái kết quả số 2, số 5 và số 6, trong đó áp đảo là số 6. Chữ E thì ngắn nhưng chỉ đi dài quá, chữ E thì mới quá. Mà thầy tại sao? À, ơi. Cứ nói đi. Rồi, Tuấn Hải cho bằng 6. Rồi, nhưng mà sao Tuấn Hải, Tuấn Hải nghe giọng lác lắm. Có khả năng Tuấn Hải hôm nay bị đơ. Rồi, thế như vậy ta nhận được một số các kết quả là 2, 5 và 6. Ta có A bằng 3, B bằng 2, A phần trăm 2 bằng 1. Dấu chấm than bằng là phép toán khác. Người ta hỏi số 1 có khác số 0 hay không? Tất nhiên số 1 khác số 0. Biểu thức này nhận giá trị true. Trong câu lệnh dây nháy dạng 2, khi biểu thức điều kiện đúng thì câu lệnh 1 được thực hiện. P bằng P và D bằng A cộng 2. A ban đầu có giá trị bằng 3. A cộng 2 thì nó sẽ trả về giá trị bằng 5. Như vậy sau khi trả lời chạy chương trình xong thì khi đó trên màn hình hiện ra kết quả là số 5. Xin chúc mừng Tiến Đạt đã có là bạn duy nhất trả lời kết quả chính xác ở câu lệnh này nhé. Kết quả bằng 5. Rồi, xin các bạn khác, các bạn đã hình dung được chưa? À, đang cho rằng là nhầm phép toán nhân à? Ừ, đây nó là phép toán cộng. Và để ý rằng dấu này là dấu phép toán tử khác. Khác nha. Rồi, như vậy qua cái ví dụ vừa rồi thì thầy tin chắc các em đã hình dung được khi gặp một biểu thức nào đó trong cấu trúc dãy nhánh, nó sẽ thực hiện tính toán biểu thức điều kiện. Nếu biểu thức điều kiện trả về giá trị đúng thì câu lệnh 1 được thực hiện. Ngược lại thì câu lệnh 2 được thực hiện. Nhá. À. Rồi bây giờ các bạn hãy cho thầy biết trên màn hình nó hiện ra cái gì. Ví dụ kế tiếp, xin mời các bạn hãy cho biết trên màn hình hiện ra cái gì. Rồi, xin mời các bạn chia sẻ màn hình. Hãy cho biết với đoạn chương trình trên trên màn hình hiện ra cái gì? Mời các bạn bật cửa sổ chat luôn nhé. Có Trung Hiếu, có Tiến Đạt, Tuấn Hải. Xin mời các bạn. Đây. Ơ, cô mà, cái này. Đấy, gần được rồi. Cái này nhất chúng ta đi vào đây. Cái này hơi ra, hơi phải. Rồi, vừa Dũng, Tuấn Hải, Minh Đăng, Khang, Tiến Đạt và Trung thì cho rằng nó hiện lên số 6 và số 8. Vậy thì chúng ta cùng kiểm nghiệm kết quả của các bạn đã gửi nhé. A bằng 6, P bằng 1, A phần trăm 2, 6 chia 2, phần trăm là phép toán chia lấy phần dư. Nó sẽ cho kết quả bằng 0. 0 bằng 0, biểu thức này true. Khi nó true thì câu lệnh được thực hiện. Câu lệnh được thực hiện nó gắn P bằng A cộng 2. Như vậy thì khi đó P của ta sẽ có giá trị bằng 8. Vậy thì khi đó trên trên màn hình nó câu lệnh CLA. Vậy thì nó đưa ra số 6. CLP nó đưa ra số 8. Và ở câu này là tất cả các bạn đã cho kết quả chính xác. Như vậy thì đây là câu lệnh dãy nhánh dạng 1. Nếu điều kiện đúng thì thực hiện
câu lệnh. Nếu điều kiện đúng thì thực hiện câu lệnh. Nếu điều kiện sai thì bỏ qua câu lệnh. Rồi tiếp đến thì tới đây thầy giới thiệu với các bạn có một số các cái phép toán so sánh và một số phép toán logic. Rồi chúng ta sang cái phép toán khi ta nhìn vào các ví dụ khi nãy ta có một số các cái phép toán so sánh phổ biến. Ta có phép toán so sánh lớn hơn hoặc bằng, nhỏ hơn hoặc bằng, so sánh bằng và so sánh khác. Nên khi nãy một số bạn làm sai ở ví dụ này thì các bạn phân biệt nhầm cái dấu khác và dấu bằng. Đây là phép toán khác nhé, tức là phủ định lại dấu bằng. Phép toán quan hệ ta có phép toán là and, or, so, not. Nhưng hiện tại ta đang sử dụng hai phép toán phổ biến, đó là phép toán và phép toán hoặc. Ở đây phép toán và nó ký hiệu bởi hai chữ và. Chữ và này nó ở trên phím số 7 trên bàn phím. Đấy, như vậy thì khi so sánh thì các bạn cùng quan sát như sau để thầy xây dựng lại cái bản này. Nếu A có giá trị bằng chu, B có giá trị bằng chu thì phép toán A và B thì tức là nếu A đúng và B đúng thì biểu thức này sẽ nhận giá trị là chu. Rồi, nếu A đúng và B sai thì biểu thức này nhận giá trị là ô. Nếu A sai, B đúng thì con hét này nó chọn giá trị là sai. Còn nếu A và sai, B và sai thì hai đứa cùng đi bụi luôn, trả về giá trị là sai. Nhá. Đây là ta sử dụng cho phép toán quan hệ, phép toán và trở thành đúng. Rồi. Tiếp đến chúng ta sẽ thực hiện phép toán thứ hai là phép toán hoặc. Phép toán hoặc nó ký ví hiệu bởi hai dấu cái sọc dọc dọc này. Phép toán hoặc nó ở ngay chỗ phím trên phím Enter ấy. Các bạn giữ phím Shift và dấu gạch chéo theo chiều dấu huyền đấy thì nó ra cái dấu thẳng đứng như này. Phép toán hoặc đó là nếu A đúng hoặc B đúng. Nếu A đúng hoặc B đúng thì tức là chỉ cần một thằng đúng thì biểu thức này trả về giá trị chu. Nếu A đúng hoặc B đúng, như vậy nếu thằng B sai cũng không sao, nó vẫn đúng. Nếu A sai, B đúng thì biểu thức này nó vẫn trả về giá trị là đúng. Còn nếu A sai, B sai thì cả hai cũng đi bụi luôn. Nó trả về giá trị sai. Ở đây thì ta nhận thấy ở phép toán và nó trả về giá trị chu trong trường hợp cả hai biểu thức điều kiện trả về giá trị chu. Nó trả về giá trị phô khi một trong hai biểu thức điều kiện phô. Đấy. Và thứ hai là phép toán hoặc. Phép toán hoặc thì nó trả về giá trị chu trong trường hợp có một thằng chu thì cả biểu thức đó sẽ trả về giá trị chu. Đấy. Và nó trả về giá trị phô khi cả hai thằng cùng phô.
Còn ở phép toán và nó trả về giá trị chung khi cả hai đặt cùng đúng. Các bạn nhớ lấy chỗ này nhé. Một. Ê, đầu kia kiếm mì, đánh kiếm mì, làm mì ý. Con tắt điện ở trong buồng. Rồi. Con rồi à. Con rồi à. Đâu, như tắt, con làm việc lên đây. Rồi. Chúng ta sẽ sang cái ví dụ như sau. Các bạn quan sát cái đoạn chương trình như sau. Các bạn cùng quan sát nhé. Cho đoạn chương trình như trên. Hỏi sau khi chạy chương trình, trên màn hình nó hiện ra cái gì? Cái chỗ này các bạn cùng quan sát nhé. Rồi, bạn Dũng và cho rằng 77, bạn Nguyên Đăng cho ta rằng 78, bạn Khang cho rằng 78. Xin mời các bạn khác để ta biết. Ở đây thì ta có A bằng 5, B bằng 6. Và với đoạn chương trình như trên, các bạn dự đoán kết quả bằng bao nhiêu? Ra cắt dự nào. Và ta có P về A bằng 5, B bằng 6, bool P bằng, bằng hoặc A nhỏ bằng B, chấm phẩy. Nếu P bằng bằng chu, thì thực hiện hai câu lệnh này. Ngược lại thì thực hiện hai câu lệnh này. Bây giờ ta hỏi thằng này nó sẽ bằng bao nhiêu. Khang cho bằng 78. Tuấn Hải, Tiến Đạt, và Trung Hiếu, Anh Vũ, mày giả lên. Tiến Đạt cho rằng 77. Ta đang hiện tại đang thu được hai thằng 78 và 77. Tuấn Hải cho rằng 77, anh Vũ cho rằng 77, rồi Hiếu cho rằng 77, anh Vũ cho rằng 78. Rồi. Vậy thì thầy đã thu được hai kết quả là 77 và 78. Vậy thì chúng cả Quang Trung nữa, vậy thì chúng ta sẽ làm như sau nhé. Đầu tiên ta có A bằng 5, B bằng 6. Cái câu lệnh này trông nó hơi lạ một chút, nhưng mà trên thực tế nó như thế này. Nó khai báo một cái biến P, kiểu dữ liệu là kiểu boolean, là kiểu số kiểu logic. Sau đó nó gắn P có bằng thằng A nhỏ hơn B. A tại thời điểm này có giá trị bằng, khi gặp câu lệnh này, máy tính sẽ tính toán biểu thức ở vế bên phải và gắn vào biến bên trái. Ở đây ta có A bằng 5, B bằng 6. Vậy thì ta thấy rằng 5 nhỏ thua 6, biểu thức trả về giá trị true. Như vậy P ở đây có giá trị bằng true. Khi P có giá trị bằng true thì cái câu lệnh là nếu true bằng true thì thực hiện chuỗi câu lệnh 1, ngược lại thực hiện chuỗi câu lệnh 2. Ở đây ta thấy P đang bằng true, true bằng true, nên biểu thức sẽ trả về giá trị đúng. Và câu lệnh A sẽ bằng A tăng lên 2 đơn vị, B bằng A cộng 2. Vậy chỗ này ta phải thật khéo léo nhé. Tại thời điểm này A đang bằng 2, A bằng 5, A bằng A cộng 2, do đó A của ta sẽ có giá trị bằng 7. Tới thời điểm này A có giá trị bằng 7.
Khi đó b của thầy bằng b cộng bằng a cộng 2. Như vậy 7 cộng 2 nó có giá trị bằng 9. Khi biểu thức điều kiện đúng, nó thực hiện chuỗi câu lệnh 1 xong, sau đó nó bỏ qua câu lệnh 2, thực hiện xong nó CL thằng A và thằng B. Như vậy sau khi chạy xong chương trình thì nó ra số 7 và số 9. Thầy cảm ơn các bạn đã ra cắt dự được hai trường hợp số 7 và số 8 và số 7 và số 7, nhưng thực tế nó ra số 7 và số 9. Tép 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 tép. Rồi, ví dụ thứ nhất nha. Rồi bây giờ thầy viết thêm cái thằng này. Rồi để thầy cắt thằng này sang chỗ khác chứ không ảnh hưởng đến cái ví dụ này. Lạc quá. Bây giờ thì thầy cho A bằng 5, B bằng 6. Đấy. Rồi. Bây giờ các bạn hãy dự đoán cho thầy biết đoạn chương trình bên trên cho kết quả bằng bao nhiêu. Xin mời các bạn để kiểm tra và tính toán và trả về kết quả. Đây ta đang chạy chương trình bằng mắt để hiểu rõ hơn về câu lệnh. Rồi xin mời các bạn. Ta có 2 phút để các bạn để trải nghiệm câu lệnh này. Rồi, thầy đã nhận được câu trả lời thứ nhất của Minh Đăng là số 3 và số 4. Rồi, xin mời Nguyên Khang cũng cho rằng 3 và 4. Các bạn lưu ý rằng kết quả của người đi trước chưa chắc đã đúng. Ví dụ như ở cái kết quả ở ví dụ trước nhé. Không tin được anh em đứa nào cả. Đoạn này ta phải tự tính thôi. Thầy đứa kia nó tính có vẻ đúng đúng, mình cũng tính ra được như thế, nhưng rõ ràng kết quả do mình tính ra được, nó phải thật sự cẩn thận. Hiện nay Đăng và Khang đã có kết quả. Xin mời bạn Dũng, bạn Trung, cô Huyền, bạn Khang, bạn Hiếu, Tuấn Hải, bạn Đạt và bạn Anh Vũ mạnh dạn lên. Nào, xin mời các bạn khác hãy cho thầy kết quả nào. Tới đây thì thật rồi, thầy vừa đã nhận được kết quả của Tuấn Hải. Các bạn khác nhìn với cấu trúc câu lệnh này thì các bạn thấy rằng rõ ràng một số bạn đã được học về câu lệnh gen nhánh trước đây. Nhưng khi gặp phải câu lệnh này, các bạn đang còn hơi bỡ ngỡ. Bởi vì rất ít khi ta đọc hiểu một chương trình mà ta thường có một thói quen là viết chương trình theo nhu cầu của mình. Việc đọc hiểu được chương trình sẽ giúp cho các em tham khảo các cái nguồn tài liệu, các nguồn học liệu được cung cấp. Hoặc là khi các em xem lại video bài giảng của thầy ở trên kênh YouTube Đặng Tuấn Thành ấy, thì các em cũng sẽ nhìn đoạn code, các em đã hiểu được nó đang làm cái gì, đoạn code đấy. Rồi thầy thu được 2 kết quả 3 và 4 và các bạn khác có thể hơi gặp khó một chút thì chúng ta sẽ cùng làm luôn nhé. A bằng 5, B bằng 6,
Biểu khi gặp câu cấu trúc câu lệnh này thì biểu thức A nhỏ hơn B, trả về giá trị là chu. Đấy, nó trả về giá trị đầu tiên là giá trị chu. À, cái thằng B phần trăm 2, phép toán phần trăm là phép toán chia lấy số dư. Số B bằng 6, 6 chia 2 có phần dư bằng 0, số 0 khác số 0. Vậy thì biểu thức này trả về giá trị là phô. Đấy, như vậy thì ở đây ta thấy có toán tử và có phép toán và. Phép toán và thì ta nhận thấy lấy một thằng chu n với một thằng phô thì nó ra cái gì? Ta cùng quan sát ở cái bảng khi nãy. Trong phép toán và, nếu lấy một thằng chu n với một thằng phô thì nó sẽ trả về giá trị là phô. À, như vậy cái biểu thức của chúng ta đây nó sẽ có giá trị cho là bằng phô. Và như vậy thì ta nhận thấy rằng tại thời điểm này biến P của mình có giá trị bằng phô. Vì P có giá trị bằng phô nên ở đây nó sẽ là phô bằng chu. Một giá trị phô lại được kiểm tra xem có bằng giá trị chu hay không, thì dẫn đến cả biểu thức này trả về giá trị là phô. Đây là câu lệnh rẽ nhánh dạng 2. Khi biểu thức điều kiện nhận giá trị là phô thì câu lệnh 2 được thực hiện. Đấy, câu lệnh 1 bị bỏ qua, câu lệnh 2 được thực hiện. Tại thời điểm này, A của thầy có đang có giá trị bằng 5. Như vậy, A của thầy bằng A trừ 2. Như vậy, tại thời điểm này, A của thầy có giá trị bằng 3. B của thầy có giá trị bằng B trừ 2. B tại thời điểm này đang bằng 6. Lấy 6 trừ 2 thì ta thu được 4. Như vậy, sau khi chạy đoạn chương trình, các em xe out thằng A, B, thì khi đó ta thu được số 3 và số 4. Rồi, xin chúc mừng Đăng Khang và Tuấn Hải đã có kết quả hoàn toàn chính xác. Đấy, các bạn khác, các em đã hiểu chỗ này chưa? Bạn nào khó khăn? Rồi, ok. Bạn nào khó khăn và chưa hiểu ở phần này hoặc ở câu lệnh nào thì phải nhắn hỏi thầy và các bạn luôn nhé. Bởi vì cái quỹ thời gian để thầy làm việc với các bạn cũng không còn nhiều. Nên là khi hỏi ở đâu thì các bạn phải hỏi ngay. À, như vậy thì ta nhận thấy rằng đây là câu lệnh rẽ nhánh dạng 2. Nếu biểu thức điều kiện đúng thì thực hiện chuỗi câu lệnh 1, ngược lại thực hiện chuỗi câu lệnh 2. Như vậy ở trong câu lệnh rẽ nhánh dạng 1 và dạng 2 nó giống nhau ở chỗ. Nếu biểu thức điều kiện đúng thì có câu lệnh được thực hiện. Nó khác nhau ở chỗ. Với câu lệnh rẽ nhánh dạng 1, khi biểu thức điều kiện sai thì không có câu lệnh nào được thực hiện. Còn đối với câu lệnh rẽ nhánh dạng 2, khi biểu thức điều kiện sai thì có câu lệnh 2 được thực hiện. Nên ta thấy rằng nó tùy theo nhu cầu ta sử dụng câu lệnh rẽ nhánh dạng 1 và câu lệnh rẽ nhánh dạng 2. Hai cái như nhau, không tối ưu gì cả. Do cách mình dùng thôi. Rồi, tới đây thì chúng ta sẽ quay trở lại một cái bài toán khá thú vị. Thú vui tao nhã của thầy Thành là mỗi ngày thầy hay leo bậc cầu thang. Nếu có gì thì các bạn về trường thầy, trường của thầy thì để đi được từ tòa nhà này sang tòa nhà khác thì thường thì phải leo cầu thang khá nhiều. Nên thú vui của thầy là hàng ngày là sẽ đi đến bậc cầu thang. Đấy, như thầy... Đường thầy không có thang máy ở đây. Trường thầy chạy bằng cơm. Đây phong cảnh trường của thầy đây. Các bạn chờ đấy. Có dịp thì mời các bạn ra trường của thầy chơi nhé. Đây là toàn bộ trường của thầy đấy. Chữ CIB viết tắt là chữ chuyên Yên Bái. Thực tế tên đầy đủ là trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành. Thầy hiện tại đang làm việc ở tỉnh Yên Bái. Thầy sinh ra và lớn lên tại tỉnh Nghệ An, trước thầy học ở Đại học Vinh. Sau này khi đi ra công tác thì thầy ra dạy ở trường chuyên Nguyễn Tất Thành Yên Bái. Ở đây là trường của thầy, còn bên tay phải là nhà đa năng. Ở trong này có sân cầu lông, có sân bóng chuyền hơi, bóng chuyền nói chung. Rồi có thêm sân bóng bàn, có ba cái bàn bóng bàn. Trước có sân trường. Đây các bạn học sinh xin chữ. Tên trường đầy đủ là trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành. Đây khối nhà lớp học. Bên này cũng có khối nhà lớp học.
Ở đường sau thì có ký túc xá. Phía chỗ xanh xanh này là bể bơi. Bên này có sân bóng đá. Phía bên sau là sân bóng rổ. Đấy, có dịp mời các bạn về Yên Bái tham quan trường thầy. Thì có mỗi cái tòa kia là tòa cũ, tất cả tòa còn lại con thấy đều xây lại thì À, cái tòa đứng trước này là xây trước này, sau đó xây tiếp cái nhà này này, sau đó xây tiếp cái nhà này, sau đó xây tiếp cái nhà này, sau đó, bởi vì do cái diện tích đất ở chỗ thầy nó rộng nên cứ không có tiền xây, một lúc cứ mỗi hôm xây một ít, và cuối cùng bây giờ nó vẫn đang trên lộ trình xây. Bây giờ nó có khác thêm một chút ở bên phải, bây giờ nó có thêm một cái đường ô tô bên phải nhé, thì các thầy cô đi làm thì để xe ở ngay phía bên trái này. Đấy, đây là một số hình ảnh ở sân trường. Đây là nhà đa năng. Một số các cái góc khác chụp ở bên trường. Được, còn đây là phía trước cổng trường của thầy. Hôm trước họ đang đào. Hôm được thi. À, đây là mấy cây. Còn đây là khu nhà lớp học. À, đấy, toàn leo cầu thang từ tòa nhà này sang tòa nhà kia. Nên các bạn thấy cảm giác là thầy rất chi là khỏe. Bởi vì leo cầu thang từ tòa nhà thứ nhất sang tòa nhà thứ hai sang nhà đa năng. Về các cái khuôn viên mới nhất. Hôm nay ánh sáng đẹp quá, thì cầm máy ảnh đi chụp ảnh. Ở đây là khu nhà trung học cơ sở. Đây các bạn học sinh ở trường chuyên. Đây khu hành lang nhà trường. Đấy, đại loại như thế. Đấy. À, rồi, vậy thì ta quay trở lại bài toán này. À, bây giờ thì thầy sẽ gửi 5 bài toán liên tiếp và các bạn làm tới đâu gửi bài tới đấy nhé. À, đề bài thì tóm lại thầy cho một cái số nguyên dương N. Và bây giờ đề bài người ta yêu cầu là hỏi rằng là nếu N là số chẵn thì thông báo N is even. Đấy. Ngược lại thì N là số lẻ thì thông báo là N is odd. Rồi, xin mời các bạn làm bài thứ nhất. Để sử dụng câu lệnh dây nhánh. Các bạn được dùng câu lệnh dây nhánh dạng 1, dạng 2. Nhờ bây giờ thầy sẽ gửi một số bài liên tiếp bởi vì cái phần bài tập này nó khá dễ nên thầy gửi khá nhanh. Bài thứ hai cho N, kiểm tra N có chia hết cho 3 và N không chia hết cho 5. Nếu có thì thông báo chu, ngược lại thông báo cô. Mấy hôm vừa rồi thầy đi đưa các anh chị đi thi ở dưới Hải Dương nên ở nhà mưa gió bão bùng nó mất điện nên server các bạn không vào được. Hôm qua thì 10 giờ tối thầy cũng đã về. Các bạn lưu ý trên kênh YouTube Đặng Tuấn Thành đã có toàn bộ video bài giảng và toàn bộ khóa học giống như thầy đang dạy các em rồi nhé. Do đó các bạn nào muốn học trước, các bạn lên trên kênh YouTube của thầy, các bạn xem trước các video. Lớp ta đang học ở lớp KCB nên tất cả các chữ video nào nó có chữ KCB là lập trình cơ bản, còn KNC là lập trình nâng cao. Các bạn nào học qua cơ bản rồi thì các bạn nhảy sang nâng cao, các bạn xem video làm và nộp bài lên hệ thống nhé. Hệ thống nó sẽ chấm bài. Ưu ái của thầy đối với các bạn học sinh đó là toàn bộ cái tài khoản các em sử dụng nếu sau này bị mất, các em cứ nhắn tin Zalo thầy sẽ cấp lại tài khoản từ các bạn. Thầy đang gửi khoảng tầm 10 bài trong thì cái tài khoản này bây giờ hiện tại thì chắc cũng có khoảng tầm hơn 100 bạn, à 96 bạn đang làm và nộp bài ở trên hệ thống. Nên hy vọng các em cố gắng khai thác được càng nhiều càng tốt. 726 rồi. 727. À, sau khi thầy gửi bài xong thì các bạn bắt đầu chia sẻ màn hình bài làm. Các bạn làm nhanh phần nộp bài. Có đứa nào vừa bay màu ra ngoài
Vừa thành có 9 bạn, 10 bạn là xuống còn có 8 bạn. Rồi, chúng ta quay sang bài đầu tiên. Bây giờ xin mời các bạn chia sẻ màn hình. Bạn nào xung phong chia sẻ màn hình của thầy nhé. Anh chỉ thử hả? Nói chung là thêm dấu chấm phẩy sau thằng STD. Cuối chương trình sau dòng 13 bổ sung thằng ghi đơn không. Báo gì nhỉ? Nó báo là thiếu dấu đóng ngoặc trước thằng dấu chấm phẩy mở ngoặc kép. Ủa? À, engineer space, đúng rồi, in là tên name. 36.5 bằng 36. Đúng rồi, chứ hết cho ai. À, không phải, cái chỗ đấy nó nằm trong ngoặc kép thì làm sao mà sửa lại chỗ đấy cho được chính xác. Rồi em bấm nút lưu bài đấy. Vì trên bài nó có dấu sao nó báo là chưa lưu. À, số mở ngoặc. Ừ. Đấy, dấu đóng ngoặc tròn. Lâu lắm rồi không sử dụng thằng Depsy. Thầy nhớ thầy sử dụng Depsy lần đầu cứ khoảng tầm năm 2012, 2013 thì ngày xưa nữa cũng nó bảo là nó có cột này dòng bao nhiêu nhỉ, dòng 4 câu này free open bit gạch chéo stdc username space std entertainment câu lệnh free open này không có ở trong ấy à. Câu lệnh file này cấu trúc câu lệnh C không đúng. Em copy cái code sang một cái file mới xem sao. Nó báo rằng đấy, Sina Inet Only Online HTTC được 11. Trình biến dịch đang là. À, đúng rồi, như là tên mail thì thiếu dấu đóng ngoặc mở ngoặc. Buồn ghê. Để bỏ chữ E ở sau bài 16E nhé. Tí nữa. Cho thầy đi bộ 500. Rồi, ok, em nộp bài lên hệ thống nhé.
Rồi xin mời các bạn kế tiếp. Dạ, con vừa mới đăng nhập vào ạ. Con vừa bị thoát ra xong bây giờ không biết thầy đang làm gì. À đâu, các bạn đang chia sẻ màn hình. Làm bài à? Làm luôn thôi. Vâng ạ, để con ạ. Và xin mời các bạn mà khác chia sẻ. Tuấn Hải đâu? Chia sẻ màn hình luôn nào. Phải làm giúp cái đầu cho nó khô ấy. Tuấn Hải, where are you? Mình đã làm bài bao nhiêu à? Vẫn bài số đầu tiên, cái bài đầu tiên ấy, cái bài chẵn lẻ. Còn các bạn nào làm xong bài chẵn lẻ thì cứ làm bài kế tiếp nhé, không phải chờ đợi, ta cứ chạy thôi. Vậy Thầy ơi, nó gọi là TT hay là gì không thấy? không, nó tên tên file theo đúng giống như ở trong bảng ấy. Tên bài này, tên bài 16 này. 36.inp á thầy. Đúng rồi. 16 á. Nó tên là bài 16 á thầy. Đúng rồi, nó tên là bài 16. Vâng ạ. Thế thì mình ở EASER 7 đập cho em phát bây giờ Evan. Rồi. Ở đây bạn đang sử dụng câu lệnh dãy nhánh dạng 2. Nếu biểu thức điều kiện đúng thì thực hiện câu lệnh 1, ngược lại thực hiện câu lệnh 2. Rồi, em nộp bài được rồi, lên hệ thống nhé. Rồi, xin mời bạn kế tiếp chia sẻ bài làm. Các bạn cứ mạnh dạn chia sẻ, mỗi bạn 1-2 giây là xong. À, xin mời các bạn khác em chủ động là chia sẻ bài làm, không gì phải ngại. Rồi Tuấn Hải chia sẻ luôn. Sao Tuấn Hải dùng cái ngoặc trông kỳ quặc thế? Không có mấy cái này thấy, tôi tưởng mấy cái này cũng được mà thấy. À, nhưng mà thông thường thì ở bên chỉ bên cái Dep C thì người ta mới để giống ngoặc thế thôi, trong code block không ai để ngoặc thế cả. Nhưng Em mà nhớ thấy cái để ngoặc có sao không? nó không sao cả, trông nó hơi kỳ quặc đấy. Con toàn dùng như kiểu thế rồi thấy. Đây em thử nháy chuột phải chọn format cái xem định dạng mặc định của hệ thống nó như thế nào. Nháy chuột phải chọn format user style Thấy đấy, cái đây dòng này đấy đó mới là ra xe chuẩn sách giáo khoa là nó phải như thế. Còn cái thằng hay Depsi, gọi cái thằng Depsi thì các bạn mới code theo cái kiểu để ngoặc như thế, bởi vì thằng Depsi khi code cái định dạng nó sẽ khác. Còn bên code của lốc thì 100% là ta sẽ format định dạng theo dạng chuẩn. nhưng Rồi mà rồi con gọi đúng không? ok, xin mời Tuấn Hải đọc bài đấy lên màn hình. À mà làm được. Xin mời các bạn. Tuấn Hải làm luôn bài kế tiếp nào. Nhưng mà nộp vào đâu vậy thấy? Bây giờ vẫn nộp vào trang web mọi khi chứ còn nộp vào đâu nữa, đọc cho em một phát bây giờ. Và tên là bài 16 đúng không thấy? Đúng rồi, free open đâu rồi?
Rồi xin mời các bạn Khang ta sẽ làm luôn nào. Rồi kế tiếp xin mời các bạn chia sẻ làm bài số 2. Hiện tại thì cái bài số 1 thì một số bạn đang làm, thì chúng ta sẽ chuyển sang là bài số 2 luôn. Các bạn nào mà như vậy ở cái bài số 1 thì đầu tiên thì ta nhận thấy đề bài người ta cho n và chúng ta yêu cầu chúng ta hãy kiểm tra xem n là số chẵn hay n là số lẻ. Về câu cấu trúc thì ta có hoàn toàn có thể sử câu lệnh dây nhánh dạng 1 hoặc câu lệnh dây nhánh dạng 2. Thì ở đây thì ta nhận thấy một số là số chẵn thì ta sử dụng phép toán phần trăm là phép toán chia lấy số dư. Vậy thì bước 1 ta nhập n, bước 2 nếu n là số chẵn thì ghi ra là n is even, ngược lại thông báo n is odd. Sau đó ta kết thúc giải thuật. Hoặc là ta có thể sử dụng hai câu lệnh dây nhánh dạng 1, đó là nếu n chia hết cho 2 thì n là số chẵn. Nếu n không chia hết cho 2 thì n là số lẻ. Đấy, ta cũng có thể tổ chức chương trình dạng như trên nhé. Như vậy với khi làm bài câu lệnh dây nhánh tùy theo nhu cầu mà các bạn có thể tổ chức nó thành câu lệnh dây nhánh dạng 1 hoặc câu lệnh dây nhánh dạng 2. Rồi, tới đây ta đã giải quyết xong cái bài số 1, ta sang bài số 2. Ở bài số 2 thì chúng ta gạt tên nó là tên file là bài số 17. Đề bài yêu cầu cho số nguyên dương n. Kiểm tra xem n có chia hết cho 3 và n không chia hết cho 5 hay không. Nếu có thì thông báo true, ngược lại thông báo false. Giới hạn input đầu vào cho số nguyên dương n là 10 nhỏ, nhỏ hơn 10 mũ 9. Output là cái giá trị true hay false tìm được. Ở đây thì ta có hai cái test. Test thứ nhất nếu n bằng 5 thì nó ra chữ true bởi vì 5 có chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 5. Số 15, à số 9 ấy. Thứ hai là 15, 15 chia hết cho 3 nhưng nó lại chia hết cho 5, do đó nó thông báo là false. Đấy. Với bài toán trên thì chúng ta nhận thấy input của bài toán đó là ta nhập số nguyên dương n, nếu n thỏa mãn điều kiện thì ta ghi ra true, ngược lại ta ghi ra giá trị là false. Về thuật toán thì ta đấy, bước 1 ta nhập n, bước thứ hai ta thực hiện. Ở đây ta có hai phép toán, ở đây ta có toán tử và, tức là nó thỏa mãn đồng thời hai điều kiện cùng một lúc. Thì ở đây ta này, nếu n chia hết cho 3, tức là n chia 3 có phần dư bằng 0, và n chia không chia hết cho 5, tức là n chia cho 5 có phần dư khác không. Đấy. Thì khi đó ta ghi ra true, ngược lại ta ghi ra false, sau đó ta kết thúc giải thuật. Ở đây thì ta có phép toán ENOR SOR NOT và phép toán so sánh. Ở phần này thì ta ở phần trước ta vừa giới thiệu rồi. Với ý tưởng giải thuật như trên. Bây giờ xin mời các bạn bắt đầu làm bài chia sẻ bài làm số 2 nào. Bạn nào xung phong chia sẻ bài làm số 2. Nào xin mời các bạn chia xung phong chia sẻ bài làm số 2, bài số 17. Hiện nay thì các bạn học sinh cũng đang nộp bài rất tích cực. Một số bạn đã nộp lên tới gần 100 bài này. Việt Anh như là Thanh Bình, Hiếu. Có một bạn nữ Hoàng Ngọc Quỳnh. Quỳnh rất tích cực. Phương Linh, Thái Sơn. Đấy, Minh Đăng, thấy Đăng ở đây. Mạnh Dũng, Tuấn Hải. Và các bạn cố gắng làm và chăm chỉ làm bài và đua tốt nhé. Hãy nhớ rằng là cái dù các bạn học thầy hay không học thầy thì video bài giảng toàn bộ cái khóa học ở các cái lớp khác thầy đã dạy rồi ấy, thầy đã đăng trên kênh YouTube của thầy nhé. Nên các em cố gắng khai thác để triệt để. Hiện tại trừ ông admin ra đang có 97 bạn nộp bài. Ủa, tại sao 96 tài khoản là có 97 bạn nộp bài nhỉ? Đâu có một bạn nào có hai tài khoản ở đây. Để xem các bạn đang làm bài thế nào.
Đây, đã thấy Mạnh Dũng, Tuấn Hải đồ bài 16, đang Đăng và Khang đồ bài 16. Xin mời các bạn khác đồ bài 16 đạt rồi đúng không? Khang rồi, Đăng, Trung, Dũng, anh ạ. Anh Vũ cái nãy bảo là lỗi với gì, em chia sẻ màn hình nào. Xin mời anh Vũ có gặp khó khăn gì chia sẻ màn hình. Xin mời các bạn xung phong, các bạn khác xung phong chia sẻ màn hình của bài số 1 hoặc bài số 2. Bài số 2 là bài số 17. Rồi em vào view và thẻ view. Chọn tool 3, chọn là à, chưa quên view, chọn cái dòng trên cùng ấy, cái dòng trên cùng mà cái trên nữa đấy, xong nó chọn cái dòng trên cùng rồi. Chọn vào đấy, sau đó chọn nhiếp nữa, rồi bên tay trái có suộc Tiến Đạt à, sao lại Tiến Đạt lại không có tài khoản, có phải chăng do Tiến Đạt không? Cảm ơn thầy. Với bàn Tiến Đạt mật khẩu là chữ A bình thường mà. À, hôm trước Tiến Đạt thầy ghi nhầm tài khoản là bàn Tiến Đàn, chả trách trong trên server đã nhìn đây, nhìn đây đây. Chữ đàn để em sử dụng cái bàn Tiến Đàn chứ không phải là đàn chữ A. Ở lượt này cứ nộp vào đấy đã, xong rồi không? Rồi xin mời anh Vũ tăng tốc lên nhé, tôi bình thường học có vấn đề gì cứ nhắn hỏi thầy qua Zalo. Sau buổi học này thì ta cũng sẽ có một số thay đổi, nhưng quan trọng nhất các bạn là khai thác được hết cái lượng video bài giảng thầy đã đăng trên kênh YouTube của thầy, thì các bạn học miễn phí, cố gắng qua đợt, tóm lại từ giờ đến tháng 9 các em còn nhiều thời gian để học lập trình. Hãy cố gắng đầu tư thời gian học một cách nghiêm túc để đạt được cái kết quả tốt nhất. Con 16 đúng không thầy? Hả? Để xem một con bàn 16 đúng không thầy? Chia sẻ màn hình xem. Thôi thầy ơi. Được rồi, như vậy ở cái bài toán này thì bởi vì cái xóa cái gì đấy à, sai khai nào thêm kiểu IMT Đâu à? trước 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 chữ bài 16 ấy đấy, vì tên bài tên tệp nó phải nằm trong cặp dùng ngoặc kép mà, Đóng môn mở ngoặc lại à? không cái chữ ngoặc kép mà, ngoặc kép trước chữ bài 16 đấy, đúng rồi, click chuột vào đấy thế mở ngoặc kép, đúng rồi, ở phía dưới anh thấy. À, ok rồi, cái chữ n i e vần và n i order, xóa cái dấu cách đầu câu và cuối câu đi, Đâu ạ? À? trước cái chỗ dòng 21 này trước chữ n có thừa một dấu cách không, dấu cách ở trong ngoặc cơ, cái dấu cách ở trong ngoặc cơ, còn dấu cách ngoài ngoặc thì nó làm gì, Thế à? thế trước kia cái chỗ n nó cũng thế, bởi vì phải viết nó sát lề trái, nếu không nó cũng, vì ta viết ra dưới dạng một sâu ký tự, nếu nó khác kết quả thì nó cũng èo luôn. Rồi ok thôi, thiếu dấu chấm phẩy ở cuối dòng 16. Con trỏ nó đang trỏ kìa, nó bảo hãy thêm dấu chấm phẩy vào đấy. Vâng. Rồi.
Rồi thử nộp bài lên hệ thống xem. Hệ thống có thể là gì không, quên nữa rồi. Úi giời ơi, học với trả trò đập cho phát bây giờ. Liều thật. Con đã xong ạ. Trong Là phim gì? Con đã tìm thấy là mình chỉ cần một dấu phẩy. à, sao có đứa bị hack server của thầy à? À tối nay Đó, nhưng thầy có test chưa thấy? có hết rồi mà, nộp lên là nó chấm thôi. Bây Đây giờ thầy ơi, đang có chấm được bài đúng rồi, không thầy? chờ thầy một giây nhá, một giây nữa thôi là xa nhau rồi. Sao 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 chăng chăng. Ở cái dòng số 12 ta sử dụng tờ phép toán và mà. Chữ và là viết nó ở ngay chỗ tìm số 7 ấy. Có hai chữ và. Bỏ xóa dấu phẩy đi. Cái này cũng được không? Được. Được ạ. Nhưng tại sao dấu phẩy lại được thầy? À, dấu thực tế thì trong một số các cái hỗ trợ thì thầy chẳng hiểu tại sao code block trong nhiều khi nó, thậm chí một số bạn sử dụng toán tử en nó vẫn phép toán en nó vẫn chạy được, thế mình ngầu. Mà trong khi rõ ràng ta đang cần là phép toán vàng. Nó chạy được thầy ơi. Thế nó mới buồn cười nhé. Nhưng mà nó phải đang phải là toán tử và mới đúng. Cái gì mà phần trăm lên đập cho cái giờ và phần trăm là phép toán chia lấy dư. Chưa lấy dư đúng chứ thầy. Không, cho đấy phải và chứ, nếu thằng Và này em á. đó, thằng em ở đấy nghe phi không Cái chữ này số á thầy. như ở trong cửa sổ chat của thầy mà có chữ và mà. Và Thầy cho đâu em hỏi là dấu khác là như nào thầy? dấu chấm than và dấu bằng, khi này ta vừa vâng. nói Chấm than và dấu bằng. tức là phủ định là dấu bằng thì nó là khác. À không, ở chỗ đó Tuấn Hải thầy phải Ấy dịch gọi nhầm với giai thường này. không à, trong dây thừa trong toán là trong tin nó không không dùng dấu n chấm than cho dây thừa. À, phép toán và viết và đi Tuấn Hải, hai chữ vàng hay phím số 7. Hai chữ và hai chữ số 7. Số 7 mà. Đúng rồi, chính nó đấy. Rồi, chạy thử chương trình xem sao. Ạ. Bây giờ mình làm 19 nó phải đúng. Đúng rồi ạ. Nó cũng được nhưng mà tại sao này tại sao dấu phẩy lại được thấy. Nó có ý nghĩa gì? Chẳng biết nó dùng để làm gì. Thôi, Ờ thì tại sao dấu phẩy lại... nộp bài lên hệ thống nhé. Vâng ạ. Ờ dấu phẩy cũng được mà thấy. Thế là mình lạ chưa? Rồi, xin Cho cảm dù ơn. nó phải nha. Toàn bộ cái video bài giảng của khóa học thì ta đang học cái lớp KCB thì các bạn lấy ở trong cái tập KCB nhé. Ví dụ như lớp KCB 5 chẳng hạn, là cũng lớp KCB 4 thì đã có toàn bộ video bài giảng thì đang hướng dẫn cái tập 150 bài này. Các bạn học nâng cao hơn một tí thì các bạn vào cái tuyển tập 70 đề chuyên tin. Thầy có giảng ở trong đó cũng về cơ bản là cũng gần đủ rồi. Các bạn học nâng cao một chút để thi ở chương trình thi học sinh giỏi cấp 3 thì xem ở trong cái playlist Từ nhé. 2000 kia Các có bạn phải vào đấy là không phải của con không? các bạn vào chữ Đặng Tuấn Thành ấy, thì vào playlist nhé. Đấy. Cái chữ KCB là lớp cơ bản. Đấy. Còn là lớp KNC là lớp nâng cao. Mấy cái lớp tài liệu của lớp chuyên tin nó cũng nâng cao, nó phù hợp với cái đề thi của Còn lớp. góc thư giãn là gì vậy? À, trong đấy nó nhiều thứ lắm, bí mật. Đấy, cái học sinh giỏi tin hay trung học cơ sở, cái chỗ đấy xem cũng được nhé. Cái chỗ đây là sách ngôn ngữ lập trình, đây là phần nâng cao, học nâng cao. Thì ngoài ra có một số học lập trình điều khiển robot, vân vân mây mây. Có mấy thứ
Nhưng mà do cái quỹ thời gian của thầy cũng không nhiều nên các bạn cố gắng Thế rồi tự ra thầy đăng ký thân tốn. cố gắng dùng hết được toàn bộ cái video bài giảng mà thầy đã up lên. Sắp tới thì thầy sẽ up nốt những cái video nào mà chưa up Thế lên. thấy nó Được. tác là bị Để các cái bạn dưới. có thể Thầy xem một con bài 17 đúng thầy. rồi tôi chia sẻ màn hình luôn. Đấy, chia sẻ màn hình Rồi ạ. Thầy nhìn nhìn này. chưa thấy thì phải chờ một lúc nó mới loan. Rồi về nó đây rồi, bài số 17 đã xong. Cuối dòng số 19 nó thừa dấu chấm phẩy bởi vì cấu trúc của câu lệnh dây nhánh dạng 2 nếu biểu thức điều kiện thì thực hiện chuỗi lệnh nên cuối dòng 19 của em đang thừa dấu chấm phẩy. Trong cấu trúc câu lệnh dây nhánh dạng 2 không có dấu chấm phẩy sau biểu thức điều kiện. Vâng. Yeah. Cô chương trình đẹp đấy. Cái bảng ranh nó không chạy được đâu nhá, để thầy khi nào thầy nghiên cứu xem. Hay là mình tổ chức bảng ranh theo ngày. Đấy, ý tưởng hay đấy. Thì như thế thì nó không bị tràn kiểu dữ liệu. Tức là hiện tại cái bảng ranh của thầy nó tổng hợp trong toàn bộ thư mục. Nhưng bây giờ mình có thể tổ chức theo ngày được. Thầy có cách rồi. Để có ý tưởng. Chúng ta tiếp tục nhé. Có bạn nào có câu hỏi nào xin mời các bạn chia sẻ. Đây đang chấm bài của Đăng. Thì nạp về trên hệ thống chấm này khoảng tầm hơn 500 bộ test. Máy nó chạy buồn cười lắm. Con đã về, con đã về. Bài số 17 thì như vậy thì ta nhận thấy rằng là cái toán tử và của ta đây là phép toán tử. Phép toán và khi nãy ta đang nhận thấy rằng khi biểu thức và nó trả về giá trị chu trong trường hợp tất cả các biểu thức tham gia biểu thức điều kiện đều nhận giá trị chu. Đấy, khi một trong hai thằng phô thì cả hai thằng đó đều phô thì cả biểu thức đấy nhận giá trị là phô. Thế nó không ghi gì luôn thầy ạ. Con nộp của nó chưa ghi điểm. Chờ tí nhiều người đang nộp mà. Có một người đằng sau thầy ạ. Con trai thầy nó vừa đi chơi về, bé đang quẩy. Rồi bài số 17 xong thì ta sang tiếp bài số 18. Có bạn nào có phân vân ở bài số 17 nữa không? Không.
Thầy ơi, chờ 3 phút, 5 phút rồi nó vẫn chưa cho con cái điểm. Rồi em chia sẻ lại màn hình thao tác chấm bài nào. Đây thầy. Đầu tiên là con chụp bài, con tắt. Sao sao lại TT bài 17, tên nó là bài 17 mà. À, bỏ dấu chấm sao đi. Ghi luôn là 37 đúng không ạ? Như chấm bài 17 thì chấm như thế thôi. Tất cả những bài nào đã từng nộp lại thì để nhá, tên bài thì nó sẽ quy định ở đâu? Tên bài nó được quy định ở trong tờ đề bài. Và các bạn để ý đây, tên bài, tên project khi nộp bài nó là cái thằng này. Đấy, ví dụ như bài 18 là bài 18. Bài TT bài 18 thì nó sẽ là TT bài 18, nó là hai cái tên khác nhau hoàn toàn. Rồi đăng chia sẻ màn hình nào. Ở đấy, ở bài của Đăng thì ta quay trở lại cái dòng số 9. Một số được gọi là chia hết cho 3 khi nó chia cho 3 có phần dư bằng 0. Nên cái dòng số 9 phải sửa lại. Nếu n chia hết cho 3, tức là nếu n phần trăm 3 bằng bằng 0. Ông ta tôi đây này. Khoan đã, ở cái dòng số 11 và cái dòng số 15 trước chữ chu thừa dấu cách, trước chữ phô thừa dấu cách. Đấy, ta nhìn thấy. Với lại cái ở cái dòng số 9 sửa lại, nếu n phần trăm 5 lớn hơn 0, khi chia dư cho 5 thì kết quả chỉ có thể là 0, 1, 2, 3 và 4. Do đó cái dòng số 9 phải sửa lại là lớn hơn 0 hoặc là khác 0. Bên bên phải cơ, cái thằng n phần trăm 5 cơ. Đấy nhá. Bé Đấy nhá. Bỏ dấu bằng đấy. Thì lớn hơn không ấy. Bằng thì nó chia hết mất rồi. Rồi em nộp lại nộp bài nhé, nhớ thao tác nộp thật chính xác. Khi cô đến đâu ta cố gắng tư duy tới đấy. Để mình bảo à, không biết chỗ này mình làm như thế đã chính xác chưa. À, chấm bài 16 sẽ nộp bài 17 nhỉ. Bài 17 của con báo là dịch lộ. À, thế sao trong Free Open lại là để bài 16? Bạn đã hy sinh. Rồi ok, nhớ thao tác làm mình đã mất bao công sức cho cái việc nộp bài và chấm rồi, vì vậy đừng để mất công sức bởi thao tác nộp bài sai, thật là buồn đời. Rồi tiếp đến ta sang bài số 18. Bài số 18 đề bài cho số nguyên dương A và B, hãy tìm giá trị lớn nhất của hai cái số này. À, ví dụ cho thầy Thành và Tuấn Hải, hay xe hay thầy Thành nặng là A kg, Tuấn Hải nặng là B kg. À, bây giờ người ta yêu cầu tìm giá trị lớn nhất của hai cái giá trị trong hai giá trị A và B này. Cái AB người ta cho là dưới 1 tấn, chắc thầy với Tuấn Hải cộng lại chỉ dưới Cô một định mát ra. tấn. Vậy thì ở đây thì ta nhận thấy dữ liệu vào thì là số nguyên dương A và B. Kết quả ra là giá trị lớn nhất của A và B. Với bộ số 9 và 8, giá trị lớn nhất là 9. Với bộ 10, 15, giá trị lớn nhất là 15.
Với bộ số 10, 10 thì giá trị lớn nhất là 10. Vậy thì để bài toán nó quay về mô hình bài toán đi tìm giá trị lớn nhất của một số phân tử. Ở đây ta có một số các cái phép tính đầu tiên thì ta cùng nhận xét như sau. Dữ liệu vào cho cái gì? Cho A và B. Vậy thì dữ liệu vào nhập A và B. Kết quả ra người ta yêu cầu tìm cái gì? Ta tìm giá trị lớn nhất của A và B. Vậy thì để làm được cái bài toán này thì ta sẽ có rất nhiều các cái mô hình để làm bài toán. Ta có thể so sánh trực tiếp các phân tử hoặc là ta tiếp cận nó theo một cách chuyên nghiệp hơn. Ở đây thì thầy cùng các bạn đi theo cái hướng này. Hướng bên tay phải. Bước 1 thì ta nhập thằng A và B. Ở bước thứ hai thì ta sẽ thực hiện khởi tạo. Cái thằng là thầy dùng một cái biến Rmax cùng kiểu dữ liệu với biến A. Khi đó nếu Rmax nhỏ hơn B thì ta gắn Rmax bằng B, sau đó ta đưa Rmax ra. Vậy thì với cái bài toán như trên thì thầy cho mình làm luôn nhé. Rồi, mà với cái bài toán bài số 18 như trên thì ta quan niệm như sau, các bạn cùng quan sát. Để đi tìm giá trị lớn nhất giữa hai số A và B sau khi nhập A xong và B xong thì thầy quan niệm là ban đầu thì thầy khởi tạo Rmax gán giá trị bằng A, gán giá trị bằng A. Khi đó thầy mang giá trị Rmax này chứ không phải mang thằng A nhé. Thầy mang tên biến là thằng Rmax, thầy so sánh lần lượt với những giá trị còn lại. Nếu Rmax mà nhỏ hơn thằng nào đó thì chứng tỏ thằng này phải lớn hơn đúng không? Nếu Rmax nhỏ hơn B thì thằng B nó lớn hơn. Thằng B lớn hơn thì chứng tỏ thằng B mới là giá trị tốt nhất tới thời điểm này. Vậy thì ta lưu giá trị của B vào biến Rmax, lưu giá trị của B vào Rmax và sau đó ta thực hiện công việc là đưa Rmax ra. Đấy. Nếu có thằng C nữa thì ta gắn Rmax bằng A, nếu Rmax nhỏ hơn B thì Rmax bằng B, nếu Rmax nhỏ hơn C gắn Rmax bằng C, sau đó C out Rmax ra. Rồi xin mời các bạn chia sẻ bài làm của bài số 18. Xin mời Khang nào, xin mời Đăng, Dũng, Tuấn Hải, Tiến Đạt, Anh Vũ, mạnh dạn chia sẻ bài 18. Ta làm theo cách hai nhé. Em thấy em làm theo cách một mất rồi. Thích là cứ làm theo cách một cũng được, nhưng mà Em lục rồi. cứ mạnh dạn lên cách nào cũng được, nhưng cái thầy đang muốn hướng các Em em một cái anh có hai. hướng là ta làm cho mỗi cái mô hình bài toán tổng quát. Thế tí nữa người ta cho ba phân tử thì sao, mình không thể so sánh a b a c b và a c b c được. Tí nữa người ta cho bốn phân tử thì sao, a b a c a d b c b d rồi a c d vân vân. Hãy
Rồi, xin mời các bạn chia sẻ bài làm của mình nha. Hiện tại thì trên server đâu ta xem các bạn đang nộp bài. Rồi, còn Dũng nộp bài 18 rồi. Bài kế tiếp của mình tên đó là bài 18 nhé. Xin mời các bạn chia sẻ bài làm. Rồi, Tuấn Hải đâu chia sẻ bài làm 18. Mày ra lên. Đây có test bài 19 chưa thầy? Tất cả các bài đều có test rồi. Cứ nộp lên nó sẽ chấm thôi. Nhưng tuy nhiên khi nộp thì nhớ thao tác đặt tên bài cho đúng. Không phải mất công hệ thống nó chấm. Nó đang chấm đơn nhiệm một người dùng. Nên tại một thời điểm nó chỉ chấm được một bài. Chấm xong hết bạn này. Chấm bạn kế tiếp. Thầy cái trang này thầy tự làm hay là các mọi người làm à? Cái trang này nó phát triển trên một cái nền tảng của phần mềm chấm bài của tiến sĩ Lê Minh Hoàng với tiến sĩ Đỗ Đức Đông, hai chuyên gia hàng đầu tin học của Việt Nam. Cái trang web hệ thống thu bài thì nó phát triển trên nó gọi là web Themis do thầy Hoàng Phú của chuyên Cần Thơ, chuyên Lý Tự Trọng Cần Thơ. Sau đó thì về thầy sẽ phát triển thêm các cái ứng dụng và chức năng trên đó. Ví dụ như cái chức năng mà các bạn đang theo dõi là chức năng theo dõi nội bài này là thầy tự làm, rồi một số các cái chức năng phía bên trong để bảo mật hệ thống hơn, rồi các chức năng thống kê bài làm, rồi chức năng về bảng danh để cho nó có các cái hiệu ứng lấp lánh đối với những các bạn. Thì những cái chức năng này là do mình thiết kế để nó lấy được cơ sở dữ liệu động, lấy được dữ liệu động ở trong hệ thống ra. Còn cái code không của nó, cái code ban đầu ở đây của do thầy Hoàng Phú Cần Thơ, thầy có để copyright gì. Thầy cũng rất may mắn được gặp thầy Hoàng Phú, một trong những thầy rất trẻ trung và tài năng. Rồi tiếp đến xin mời các bạn chủ động chia sẻ bài làm của mình nào. Bạn nào xung phong lên chia sẻ nào, Tuấn Hải đâu? Các bạn nào chưa 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 làm bài 18 chia sẻ. Rồi đã thấy Minh Đăng đang chia sẻ đây rồi. Minh Đăng đang đang theo cái phương pháp chạy bằng cơm. Đó là nếu A lớn hơn B thì thằng A là thằng lớn nhất, ngược lại thì thằng B là thằng lớn nhất. Hoàn toàn đúng. Đang nộp bài ok rồi chứ. Đây gọi là phương pháp chạy bằng cơm nhé. Ta so sánh trực tiếp hai thằng ở với nhau. Tổ hợp để tạo phím mới là con cho A lớn cái này. Control Shift N đúng không? Control Shift N là tổ tạo ra tổ phím mới. Các video từ buổi học số 1 đến buổi học số 8 thì chắc là thầy sẽ đăng trong thời gian sớm nhất, chắc là nay hoặc ngày mai, để cho các bạn nào mà chưa học đủ các cái buổi 8 buổi thì các bạn sẽ theo dõi video để làm bài. Các bạn khác trong lúc làm bài nhìn thao tác bài làm của bạn để mình thao tác nộp bài chấm bài chính xác hơn, để cho đỡ khỏi cái máy gần 100 tuổi của thầy nó chấm đỡ vất vả của thân con máy của thầy. Hôm trước có bạn nộp bài lên tới lần thứ 26, bảo ôi giời ơi mấy đứa đi ám sát máy của thầy hay sao, nó nộp một bài 26 lần nó chấm phát là chiếm hết cả slot của 500 anh em. Để thầy xem. Rồi bài 18 của mình đang đã hoàn toàn chính xác. Rồi kế tiếp mà.
Như vậy với cái bài toán vừa rồi thì ta nhận thấy mô hình của cái bài toán đi tìm giá trị lớn nhất của các số thì ta có thể áp dụng theo mô hình. Ban đầu ta xem đấy, đầu tiên ta khai báo bổ sung thêm một cái biến quan trọng là biến kết quả sau khi làm việc với tệp, sau khi nhập AB thì ta thực hiện gắn RMax có giá trị bằng A. RMax có giá trị bằng A tức là ta xem thằng đầu tiên là thằng lớn nhất, sau đó ta mang giá trị lớn nhất này so sánh lần lượt với những giá trị còn lại. Nếu RMax nhỏ hơn B thì gắn RMax bằng B, sau đó ta xem thằng RMax ra. Đấy, như vậy nếu có thằng C nữa ta lại mang, nếu RMax nhỏ hơn C ta lại gắn RMax bằng C nhé. Vậy trên đây là một cái mô hình bài toán mà ta sẽ tiếp cận. Từ giờ trở đi khi cần có nhu cầu đi tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, các bạn tiếp cận theo cái mô hình này. Ta xem phần tử đầu tiên là phần tử tốt nhất. Đấy. Ta xem phần tử đầu tiên là phần tử tốt nhất. Và sau đó ta mang cái giá trị của nó lưu vào cái biến này, so sánh lần lượt với những giá trị còn lại. Giá trị nào mà tốt hơn nó thì cập nhật lại giá trị của nó. Vậy thì hiện là xong cái thằng trên, ta đã thu được kết quả của bài toán. Thế là ta đã xong. Rồi đó bài số 18. Tiếp đến ta sang bài số 19. Rồi, giúp nộp bài số 19 là các bạn học sinh khác có thể đang spam server lên khai dương. Để chắc đến giờ các bạn một bài để mai đi học này. Tiếp đến ta có cái bài đề bài cho số nguyên dương A, B và C. Công việc của chúng ta là đi tìm giá trị nhỏ nhất của A, B và C. A cho bằng 9, B bằng 8, C bằng 10. Giá trị nhỏ nhất ta thu được là số 8. Vậy dữ liệu vào thì của bài toán ta nhập số nguyên dương A, B và C. Output của bài toán là đưa ra giá trị nhỏ nhất của một trong ba của ba cái số ABC này. Thì ta đi tiếp cận bài toán theo cái hướng ta xem phần tử đầu tiên là phần tử nhỏ nhất. Tới thời điểm hiện tại tức là ta gắn rmin bằng A. Sau đó nếu thằng rmin ta mang rmin đi so sánh lần lượt với những thằng còn lại, giá trị nào mà nhỏ hơn rmin thì chứng tỏ giá trị đó mới là tốt hơn thì ta cập nhật lại rmin. Như vậy thì bước 1 của bài toán là ta nhập ABC. Bước 2 ta gắn rmin bằng A, tức là ta xem cái thằng đầu tiên là thằng tốt nhất luôn. Sau đó ta so sánh nếu rmin lớn hơn B thì rmin bằng B, nếu rmin lớn hơn C thì rmin bằng C. Đấy. Và sau đó ta thực hiện là đưa giá trị của rmin ra. Đấy, tới đây thì ta đã có một cái cách để tiếp cận bài toán một cách gọn nhẹ. Ngoài ra thì các em có thể tiếp cận bằng cách so sánh trực tiếp ba thằng đấy với nhau. Nếu A lớn hơn hai thằng còn lại, A bé hơn hai thằng còn lại thì A là thằng bé nhất. Tương tự như vậy là thằng B và thằng C. Không. Ừ. Rồi, vừa rồi là chia sẻ của bài số 19. Xin mời các bạn đọc bài số 19 nào. Xin mời Dũng có thể chia sẻ bài làm của số 19 này để cùng quan sát với các bạn nào. Để ăn không cua. Cua. Cua cái đồng đại gì ạ? Sao? Rồi xin mời các bạn khác chia sẻ bài số 19. Các bạn mạnh dạn xung phong chia sẻ bài làm màn hình trên màn hình nhé.
ta có quỹ thời gian vừa phải để cho mình làm việc, nên các em cứ mạnh dạn xung phong lên. Nào, bạn nào xung phong chia sẻ bài làm? Anh Vũ đâu? Tiến Đạt đâu? Tuấn Hải đâu? Chia sẻ bài 19 luôn. Nào, bạn nào mạnh dạn chia sẻ bài 19 nào. Còn được xương nó khoan hả con? Có thể ăn trả lời nữa, chẳng bằng bằng ông đã. Cái dòng số 12 em sửa lại là mình CLB chưa được CLB, bởi vì tại thời điểm này B chưa phải là tốt nhất, mà em gắn Rmin bằng B. Gắn Rmin bằng B. Rồi, cái dòng 14, 15, 16, 17 xóa đi. Bởi vì tại thời điểm này nó không tốt thì thôi, kệ nó. Ta lại đi xét thằng kế tiếp. Và nếu Rmin lớn hơn C thì lại gắn Rmin bằng C. Rồi xong ta rồi bỏ luôn cái chỗ từ 18 đến 21. Rồi bây giờ ta sẽ out Rmin ra. Ngày xưa lúc mới học lập trình thầy cô hay cái chỗ hay giống ngược hơn này, lớn hơn và bé hơn, toàn bị đảo ngược với nhau. Đấy, cô lệnh đó là xem phần tử đầu tiên là phần tử tốt nhất, mang giá trị tốt nhất này so sánh lần lượt với những giá trị còn lại, giá trị nào mà tốt hơn nó thì cập nhật lại giá trị đó. Bạn đang đang chia sẻ bài số 18. À, bài 19 hay 18? 19 nhỉ. Hiện nay trên server tiến độ đọc bài của các bạn học sinh rất tốt, do đó các em nên lưu ý toàn bộ các bài tập thầy đã gửi tới các em hãy cần hoàn thiện bài. Bên cạnh đấy các em xem các video trên kênh YouTube của thầy, các em làm bản đồ bài trên hệ thống nhé. Hệ thống nó về cơ bản là nó sẽ chấm được tất cả các bài có trên video thầy đang dạy các em. Nên các em hãy cố gắng dành thời gian để làm nhiều hơn. Thời gian tới thì thầy sẽ có những cái điều chỉnh phù hợp hơn. Xem trên máy thầy đang chấm bài của ai. Đang chấm của Nguyễn Văn Tùng Anh. Thế đang con chấm gì chưa này? Con chấm chưa này? Đang Con trả chấm tiền. À, đây chấm được rồi, chấm rồi. ở đây nó đang chấm bài của Tùng Anh, Nguyễn Văn Tùng Anh, là bạn nào nhỉ? Thầy, tại sao mình không dùng hai cái min liên tục đấy?
Ý tưởng dùng của tối đại như thế nào? Mình tạo một biến số nữa rồi là mình đầu tiên mình đặt biến số đấy thành min mở ngoặc a phẩy b, rồi tiếp theo mình lại đặt biến số đấy bằng min mở ngoặc min phẩy c, mình mở ngoặc cái biến số đấy và c Rồi sao nữa? rồi ca cái được cái rồi ca biến số đấy ạ. Như Thế vậy cũng mà đúng chứ. bài đấy người ta dùng như thế là dùng ta sử dụng cái gì nhỉ? Dùng Hàm lý. sử dụng hàm min với hai tham số truyền vào đúng không? Hoàn toàn chính xác. Cái máy của thầy đang chấm bài của Đăng, chờ tí đã sang test 9 rồi, đã chuẩn bị test 10 rồi. Mà mỗi test 10 nhưng mà chấm mãi nó không thèm kết thúc. Rồi. Rồi đã chấm xong bài của Đăng, xin cảm ơn Đăng. Thầy ơi, cho em hỏi cái bài 22 là mình nộp với tựa đề bài 22 hay là bài 22-1? Từ từ nhé, cái nó vừa ý em nói là cái bài 221 này hay là cái bài bên trên? Bài 221. Rửa tay. Cái bài ghép ba số này á. Dạ đúng rồi. Thế là con nộp nó bằng với tựa đề 22 hay là 221 vậy thầy? À, nó phải đặt theo tên file nhé, bất cứ bài đề nào nó cho như thế nào thì nó đều phải theo cái bảng này nhé. Bài này nó Dạ. một cũng là để kiểm tra xem bài này là thầy mới thiết nào, không biết là đã có test chưa. À có test rồi. Có test rồi. Rồi xin cả bài 19 Bài 10 chỉ có test đúng không thầy? có chứ, các bạn đang chấm rồi. Tuấn Hải, Tuấn Hải có thêm đầu lại bài. Anh Vũ có thể chia sẻ màn hình bài nào, các bạn khác biết vậy. Các em cần chủ động hơn để khai thác video. Cái quan trọng nhất cái trong cái quá trình dạy thì các bạn nhận thấy là cái quan trọng nhất là cái bạn có được một cái hệ thống chấm bài. Vật lý thuyết đã có, video bài giảng đã có, quốc mẫu đã có. Trên kênh YouTube của thầy thì các bạn cố gắng cày và làm thật nhiều nhé. Hiện nay các em học sinh lớp cấp 2 để học ôn chuyên tin của đấy. Khi giao nội dung học, giao video thì các bạn ấy ngồi tự cày tự làm để đẩy tiến độ rất nhanh. Các bạn ấy làm chuyên nghiệp lắm. Chỉ một vài hôm cô chương trình cũng giống như các em, chỉ có vài buổi thôi các em trình độ lên rất nhanh. Đang chấm bài 2 một Nguyễn Khang toàn. Rồi vậy chúng ta sẽ sang bài số 20. Bài 20 thì ta đã có bài là cho ba số nguyên A, B và C. Người ta yêu cầu tìm hai số có tổng lớn nhất. Ví dụ như ở đây thì thầy có Đăng này, có Tuấn Hải này, hoặc là có Khang này, có Đăng này, có Dũng này. Ba bạn lần lượt có cân nặng là A, B và C. Bây giờ thầy Thành muốn chọn ra hai bạn để có tổng cân nặng tốt nhất. Vậy thì nghĩ theo một cách ngây thơ nhất để chọn ra được hai bạn có tổng lớn nhất thì thầy sẽ thực hiện là viết hết tất cả các khả năng chọn vào. Nếu ta có ba số A, B, C thì ta có là A cộng B, A cộng C và B cộng C, thầy lưu vào ba biến. Và bài toán của chúng ta là sẽ là đi tìm cái thằng lớn nhất trong ba cái cặp đấy. Tuy nhiên thì ta cũng có thể tiếp cận nha. Ví dụ như cho ba bạn mà muốn chọn ra được hai bạn có tổng cân nặng lớn nhất ấy. Cách đơn giản nhất là thầy tìm cái bạn có cân nặng nhẹ nhẹ nhất. Đấy. Thì nếu lấy tổng cân nặng của ba bạn mà trừ đi cân nặng của bạn nhẹ nhất thì chứng tỏ là ta thu được cái phần còn lại, đó chính là tổng của hai cái ông nặng nhất. Vậy thì ta có hai cái xu hướng để làm cái bài toán này. Xu hướng thứ nhất, các bạn sẽ ta sẽ đi tìm thằng nhỏ nhất và loại bỏ cái thằng
nhỏ nhất đó đi. Quân lại chuẩn đâu rồi? Còn cái tư tưởng thứ hai ấy, là cái tư tưởng đi tìm giá trị lớn nhất, thì ta đây là một cái, đây mới là cái tư tưởng mà tác giả ra đề muốn các bạn biết. Đề bài cho ba số ABC thì bước một các em nhập A, B và C. Với ba ABC muốn chọn ra hai số thì ta có các cách chọn A, B, AC và BC. Bây giờ thì người ta yêu cầu chọn ra hai thằng có tổng tốt nhất. Như vậy thì thầy cần phải tính tổng của cách chọn đó. Với cách chọn A và B thì tổng thu được M là A cộng B, N là A cộng C và P thì sẽ bằng là B cộng C. Bài toán của chúng ta quay về bài toán là đi tìm giá trị lớn nhất của các ba của ba biến M, N, ta tìm giá trị lớn nhất của M, N và P. Như vậy thì để làm được cái điều đấy thì ta sẽ rất đơn giản. Để đi tìm được sau khi tìm được mà tính được giá trị của MNP thì ta quay ra giải thuật tìm giá trị lớn nhất. Thì theo tinh thần ta xem thằng đầu tiên là thằng tốt nhất. Ta mang giá trị tốt nhất này so sánh với thằng còn lại. Nếu thằng này mà tốt hơn thằng này thì ta gắn Rmax bằng giá trị cần lưu. Đấy. Tương tự như vậy, tới thời điểm này nếu Rmax mà vẫn nhỏ hơn P, trong đó P là giá trị của phía trên mình vừa tính, thì ta thực hiện là đưa Rmax ra, sau đó ta kết thúc giải thuật. Đây là cái cách thứ hai thầy muốn tiếp cận theo cách này. Sao không? Tại sao cô bắt con ở dưới này? Sao nhỉ? Tại sao có cô bắt con ở dưới vậy thầy? À, cô Pascal, bởi vì cái quyển sách này thì thầy viết biên tập để hỗ trợ cho thầy cô dạy bộ môn tin học. Trước đây môn tin học dạy trong nhà trường bởi ngôn ngữ lập trình Pascal, nhưng khi chuyển sang C cộng cộng thì nhiều bạn đọc nói chung gặp khó khăn trong việc chuyển đổi giữa ngôn ngữ C cộng cộng từ Pascal sang C cộng cộng. Nên ở trong cái quyển sách này thì thầy trình bày cả Pascal, C cộng cộng và Python, nó đủ cả. Có rồi, xin mời các bạn chia sẻ bài làm của bài số 20. Mời các em chia sẻ bài làm. Thầy ơi thầy, tại sao cái đồng hồ trên kia bảo là còn 8 phút nữa là sẽ hết thì thầy? À, hôm nay ta học đến 9 rưỡi là ta nghỉ nhé. Thầy ơi cho con hỏi là cái sách của thầy có bán ra thị trường không hay là chỉ là PDF thôi hả thầy? À, sách của thầy hiện tại thì thầy chỉ tặng cho các cái thầy cô dạy bộ môn tin học ở các cái trường phổ thông trong cả nước, thầy tặng tặng không cho thầy cô chứ bán gì ở đây. À vậy chưa bán. À dạ ok thầy. Để chia sẻ cho các thầy cô, nhưng mà thầy không muốn chia sẻ cho với các bạn học sinh, bởi vì khi các bạn code mà gặp khó khăn ấy thì các bạn toàn lấy code các bạn nộp lên hệ thống, thế nó mới buồn đời. Nên mỗi lần bài thu các bạn nộp bài thu lên trong lúc thầy kiểm tra code thì thầy thấy đúng y cái code của thầy, từ cách khai báo biến, từ có cách, dấu chấm, dấu phẩy ấy. Ví dụ như cái chỗ này là dấu chấm phẩy nó bị lỗi đúng không? Thì thầy lúc mà bài nộp thầy thu được vẫn chính là cái code của thầy. Do đó thầy rất không phải là tiếc gì khi mà chia sẻ sách cho các bạn học sinh nhân, bởi vì thầy chia sẻ sách toàn bộ cái lượng sách thầy viết bây giờ có khoảng tầm hơn 10 quyển tới các thầy cô. Nhưng trong cái quá trình thầy thu được bài nộp trên hệ thống thì rất nhiều bạn lấy nguyên cái sách code ở đây để nộp lên, làm cho bản thân bạn đấy không tiến lên được một tí nào so với trước đó. Đó là cái điều rất tiếc. Kiểu giống như là mình lên trên mạng tìm lấy một cái code để giải bài đấy bằng sử dụng ChatGPT hay cái gì đấy, nộp phát chấm nó có điểm, nó cuối cùng nó cũng chẳng giải quyết vấn đề gì. Quan trọng nhất là các em phải tư duy, tự code được, tự sửa lỗi được chương trình cho mình làm nộp bài và nó chấm full điểm trên server của thầy Thành. Nên là sau buổi học ngày hôm nay các em hãy cố gắng khai thác trọn vẹn các cái hệ thống video bài giảng. Cái chương trình khóa đào tạo của thầy khoảng tầm 20 buổi là các bạn làm hết 150 bài tập này.
Tuy nhiên với lớp mình thì thầy kéo dài ra để các em ngấm hơn về từng câu lệnh. Nên các em cứ cố gắng cày video nhé. Bởi vì video đã có sẵn rồi, hướng dẫn thuật toán có sẵn, đề có sẵn rồi. Để chăm ngồi xem làm bài nào. Ok ngay. Rồi, nói vui thế thôi. Có đứa nào nộp bài cái nào? Nãy giờ chờ mãi. Vậy đang đứa nào nộp bài đấy nhỉ? Rồi, khai dương vừa nộp bài 24 giờ cả. Ôi, nhanh thế. Thôi, thầy vừa chia sẻ cái bài số cặp số có tổng lớn nhất bài 20, bạn nào chia sẻ màn hình? Tuấn Hải đâu? Mai Giang chia sẻ màn hình? Trung đâu? Chia sẻ màn hình? Dũng đâu? Tiến Đạt đâu? Anh Vũ đâu? Mai Linh? Bạn nào chia sẻ bài 20? Chia sẻ của thầy cả. Thầy Ừ. cái đấy là mình phải lấy số nhỏ nhì cộng với cả số nhỏ nhất đúng không thầy? Nó cũng đúng, tuy đúng một phần. Lý do ví dụ như cái bộ số test là 344 thì cái giá trị nhỏ nhì của nó lại là số 3, mà ta lấy số 43, số 3 cộng số 4 là số 7 thì nó cũng không đúng, nó phải là số 4 cộng số 4 bằng số 8 thì nó mới đúng. Nên nếu mà mình tiếp Thế tại cận sao ở đây lại là 9, 8, 10 lại ra 19 vậy hả? đúng rồi thì nó lấy số 9 cộng với số 10. Vâng ạ. Nhưng mà nếu với cái bộ số là 343 chẳng hạn thì nó phải ra là 8 đúng không? Rồi Tuấn Hải chia sẻ màn hình luôn nào. Các bạn này chia sẻ đi để hệ thống video nó sẽ record lại code của các bạn. Khi thầy chia sẻ bài làm trên server thì các bạn khác sẽ nhìn thấy, trên YouTube các bạn khác sẽ nhìn thấy được code của các em và các bạn có thể học tự học hỏi về phong cách code, cách trình bày chương trình, cách đặt tên biến. Nào mày dặn đấy các em. Tuấn Hải đâu chia sẻ luôn. Để con mở cửa cho em ạ. Rồi Đăng vừa làm xong, sau khi nhập ABC bạn đã tính giá trị của nó, sau đó quay ra đi tìm giá trị lớn nhất và sau đó thực hiện đưa ra kết quả của bài toán. Được rồi, ok, hoàn toàn chính xác đấy. Thử cái test 344 nó sẽ có ra 8 không? Đâu, sao nó lại ra 7 nhỉ? Nó phải ra 8 chứ nhỉ? Em vừa đang chạy chạy test bao nhiêu? 334 hay 344 đấy? 344 nó phải ra 8 chứ nhỉ? Vậy nó lại ra 7 eo rồi. Quay lại code chương trình nào. A cộng B, B cộng C và A cộng C. Cái dòng gắn R max bằng M. Nếu R max nhỏ hơn chứ. Ngược lại, ta đang đi tìm giá trị lớn nhất mà. Nếu thằng nào mà lớn hơn nó thì mới cập nhật giá trị. Nên trong giải thuật tìm giá trị lớn nhất, giải thuật tìm giá trị nhỏ nhất thì ta chỉ việc đảo cái biểu thức so sánh thì sẽ thu được cái kết quả của bài toán ngược lại. Đăng có ngày càng chuyên nghiệp rồi. Đấy, nó ra 8, ok rồi. Nên vừa rồi khi đang chạy thì ta cảm nhận ngay là với cái bộ số AB mà phân biệt thì kết quả của nó là đúng là thằng nhỏ nhất, lớn nhất cộng với thằng lớn nhì như Tuấn Hải vừa bảo. Nhưng khi mà bộ số có giá trị trùng nhau, vậy thì khi các bạn chạy test chương trình thì các bạn hãy ngoài test đề bài ra hãy tự nghĩ ra các test khác để chạy thử nhé. Rồi em nộp bài lên hệ thống được rồi Đăng. Và cái đấy cũng là một cái kinh nghiệm và trong lúc Đăng chạy thử cũng sẽ giúp cho các bạn một kinh nghiệm, đó là trong quá trình làm bài hãy phải chạy thử nhiều với bộ test. Một là test của đề bài, hai là test mình phải tự nghĩ ra. Ôi trời ơi, ông này đến đây ông mới sửa, ông sắp bị đập rồi đấy ông Đăng ơi. Đây là bài số 20. Hãy nhớ rằng khi lại code bài thì trên code blog ấy, mỗi project là một bài làm khác nhau chứ không được làm all in one, bởi vì sau này các em cần có nhu cầu kiểm tra lại code bài làm thì các em không tìm được. Đấy. Bởi vì tên project với code bên trong nó khác nhau.
Nên cứ mỗi lần làm một bài thì các em cũng làm tay cho em thật tốt nhé. Rồi, cố lên. Thầy... Rồi, ok. Như vậy, tương tự như vậy thì ta có thêm các bài tập khác thầy đã gửi ở trong nhóm và các bạn tiếp tục làm bài. Thì qua cái nội dung của buổi học ngày hôm nay thì các bạn nhận thấy chúng ta đã làm quen với câu lệnh rẽ nhánh. Thì câu lệnh rẽ nhánh thì ta có hai dạng. Câu lệnh rẽ nhánh dạng một là nếu điều kiện đúng thì thực hiện chuỗi câu lệnh. Đấy. Nếu điều kiện sai thì bỏ qua chuỗi câu lệnh này. Biểu thức điều kiện có thể là biểu thức quan hệ hoặc là biểu thức logic. Đấy. Nó có thể kết nối với nhau bởi các phép toán quan hệ and or so not. Ở đây thì câu lệnh rẽ nhánh dạng 2 đó là nếu điều kiện đúng thì thực hiện chuỗi câu lệnh 1, ngược lại thực hiện chuỗi câu lệnh 2. Và qua cái hoạt động ví dụ thầy vừa phân tích, vậy thì thầy tin chắc là các em cũng đã phần nào nắm được câu lệnh rẽ nhánh dạng 1 và câu lệnh rẽ nhánh dạng 2. Ta có phép toán ta sẽ và phép toán hoặc. Đấy. Và tiếp đến nữa thì ta có cách sử dụng câu lệnh rẽ nhánh dạng 2 hoặc câu lệnh rẽ nhánh dạng 1 để giải quyết một bài toán. Nhé. Ta hoàn toàn có thể áp dụng theo dạng của câu lệnh rẽ nhánh. Hơn nữa thì ở phần này ta tiếp cận theo hướng đi tìm giá trị lớn nhất bằng cách xem thằng đầu tiên là thằng tốt nhất, mang giá trị tốt nhất này so sánh lần lượt với những thằng còn lại, thằng nào mà tốt hơn nó thì cập nhật lại giá trị của nó. Đó là bài toán. Bài đi tìm giá trị nhỏ nhất cũng vậy, ta xem thằng đầu tiên là thằng nhỏ nhất, mang giá trị nhỏ nhất này so sánh với thằng còn lại, thằng nào mà bé hơn nó thì nó mới là thằng bé hơn, thì ta cập nhật lại giá trị của nó. Đó là tư tưởng của thằng đi tìm giá trị nhỏ nhất. Ngoài ra ta tư tưởng của thằng đi tìm giá trị lớn nhất là tương tự với cái bài toán số 20 thì bạn đang vừa làm nhé. Thì ta nhận thấy ta với các cái cách chọn thì ta có cách chọn AB, AC và BC. Với mỗi cái chọn này thì ta ghép nó thành được các số mới và bài toán quay về bài toán đi tìm số mới lớn nhất. Ta xem thằng đầu tiên là thằng tốt nhất, mang giá trị tốt nhất này so sánh với những thằng còn lại, lần lượt với những thằng còn lại. Thằng nào mà tốt hơn nó thì cập nhật lại giá trị của nó nhé. Rồi, hôm nay thầy cho mình nghỉ ở đây nhé. Có gì thầy cũng sẽ chia sẻ và nói chuyện với các bạn ở trong nhóm Zalo. Và thầy hy vọng các em sẽ khai thác triệt để kênh YouTube của thầy. Toàn bộ bài giảng của cái quyển sách thầy đang dùng để giảng các em ở đây là đang có ở trên kênh YouTube rồi. Toàn bộ cái khóa học này thầy cũng đã up trên kênh YouTube. Cái mã khóa học là KCB nhé. Trong quá trình làm, bạn nào mà không có tài khoản để nộp bài thì các em cứ nhắn qua Zalo của thầy thì thầy sẽ gửi tài khoản nộp bài lên hệ thống. Nhưng lúc nào hệ thống mà không vào được thì các bạn nhớ báo thầy để thầy bật hệ thống hoặc là để khi khác. Rồi, chúc các bạn làm bài tốt nhé. Chúc các bạn học tập tốt. Ừ, thầy xin chào các em. Xin chào Tuấn Hải. Xin chào anh Vũ. Tiến Con Đạt. chào thầy ạ. Con chào thầy. Nếu bạn Con chào thầy ạ. rất vui vì được làm việc với cùng các bạn.